Mới đây, bể bơi sâu nhất thế giới đã được khai trương ở Dubai, với độ sâu đáng kinh ngạc là 60 mét. Bể bơi sâu nhất thế giới tại Dubai đã đánh bại kỷ lục của bể Deep Start ở Ba Lan với độ sâu hơn 45 mét. Deep Start Dubai chứa 14 triệu lít nước ngọt, tương đương thể tích 6 bể bơi Olympic. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã trao danh hiệu bể bơi lặn sâu nhất cho bể bơi này vào hôm 27 tháng 6. Bể bơi trong nhà được thiết kế theo cấu trúc hình con hầu rộng 1.500 m2. Dấu ấn lịch sử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là một quốc gia nổi tiếng với nghề lặn tim ngọc trai. Nhưng điểm nổi bật của bể bơi này được cho là chủ để thành phố nằm sâu bên dưới hồ bơi. Các thợ lặn có thể khám phá các căn hộ chìm trong thành phố bỏ hoang, thậm chí chơi trò chơi điện tử trong khu giải trí dưới nước. Hồ bơi cũng được trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại để tạo ra bầu không khí khác biệt. Deep Dive Tuba cũng cung cấp các khóa học cho cả người mới bắt đầu lặn và thợ lặn chuyên nghiệp. Người lặn phải có giấy chứng nhận mới có thể tham gia trải nghiệm. Khoảng 56 camera được lắp đặt xung quanh hồ bơi để bảo đảm an toàn cho những người đến trải nghiệm ở mọi góc độ. Ở thời điểm này, bể bơi chỉ mở cửa đón khách có giấy mời. Cơ sở này sẽ mở cửa đón khách vào cuối năm nay.